Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh chị, các cô chú ở tất cả các tỉnh phải nói rất xa. Đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều các anh rất lớn tuổi rồi, trung tuổi cũng có về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tin để tìm vợ. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một anh trai ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tin tìm một người vợ mà dắt theo rất nhiều người con của mình, đặc biệt là dắt theo 5 đứa trẻ. Câu chuyện này phải nói là thực sự rất đau lòng. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin trên tất cả trang mạng xã hội và rất nhiều các câu chuyện phải nói là rất đau lòng, rất thương. Đây đặc biệt là một người mẹ, hiện nay có thể là hiểu lầm nhau hoặc là trong câu chuyện cuộc sống hôn nhân có thể là rạn nứt. Đến giờ phút này vợ quyết định ôm 5 người con bỏ chạy. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên đầy đủ là gì? Dạ tên em là Trịnh Văn Tiệp. Trịnh Văn Tiệp. Sinh năm 1979 ạ. Rồi 79 tuổi dê. Dạ vâng. Rồi hiện nay mình nguyên quán ở đâu anh Tiệp? Dạ em nguyên quán ở Hạc Bổng Yên Trị, Yên Nam Định ạ. Nam Định nha. Quê từ Nam Định. Hiện nay mình đang sinh sống tại đâu? Em đang sống ở tổ 8 ấp Bona, xã Bình Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tải thông tin tìm ai đây? Dạ. Em tìm tới đội anh hiệp sĩ Bình Dương thì em cũng nhờ tới đội của các anh tìm giúp giùm em, vợ em và 5 đứa con của em. Và trong thời gian vừa qua em thì làm về bên đồ gỗ, thì từ năm ngoái đến năm nay thì em cũng đã bỏ vốn ra và em làm rất nhiều đồ gỗ, nhưng cũng vì năm nay kinh tế khó khăn đồ gỗ em bán không được. Thì chính vì lẽ đó thì điều kiện kinh tế cũng khó khăn, cháu thì đông, thế em thì bị chết, lâu lâu thì bạn bè cũng rủ đi uống rượu rồi em cũng quá đà. Trong những cái lúc mà như thế em vừa bị chết rồi lại vừa có tí men rượu, em cũng đã hơi nóng tính với vợ với con. Có nhiều lúc thì em chửi thêm mấy ngày liền, rồi thậm chí là em còn đánh vợ, la vợ rất là nhiều lần và nhiều lần. Thế thì hôm nay em biết là giữa điều kiện kinh tế và cái tính nóng nảy của em trong những lúc khó khăn thì em bị chết. Thì hôm nay em đã nhận ra là em đã sai, em đã mất vợ và đã không còn các con ở bên cạnh nữa. Thì em đã hiểu ra rằng là mình sai ở góc nào và sai ở đâu và vì sao dẫn dắt đến như thế. Và em cũng không làm chủ được, em cũng không có điểm tâm để mà giải thích cho vợ con được. Ngày xưa thì em cứ nóng, cứ gắt rồi em làm những cái chuyện nó không thiếu suy nghĩ. Nhưng đến hôm nay thực sự em đã suy nghĩ rất kỹ và em đã đi được hơn một tháng. Thì em cũng nằm 20 mấy ngày, 20 mấy đêm em suy nghĩ để em làm sao để cho mình một cái cách sống. Nếu có thiếu thốn hay nếu như có chuyện gì đó thì hãy nhẹ nhàng nói với vợ với con. Thì hôm nay em cũng nhờ cộng đồng mạng và đội hiệp sĩ anh Nguyễn Thanh Hải giúp em để cho vợ con em quay trở về, để các cháu còn tương lai cũng còn đi học. Và em sẽ ráng em làm và em thay đổi tính tình, em sửa đổi tất cả để em bù đắp lại cho vợ cho con những cái tháng ngày xưa em lo không được, rồi có thể là em nổi nóng thì em sẽ bù đắp lại và em chăm sóc cho các cháu được ăn học tới nơi tới chốn. Thì em cũng xin hứa với cộng đồng mạng và nhất là đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải, thì em xin hứa cộng đồng mạng và xin hứa với đội hiệp sĩ của anh Thanh Hải là em từ nay cho đến trọn cuộc đời em sẽ sống làm sao cho nó đúng. Những cái gì sai thì mình sẽ học cách mình sống lại và mình sẽ sửa đổi thật tốt, là một tấm gương, là một người chồng, một người bố, để cho nó hoàn hảo về cả một gia đình, cả mặt xã hội, và con cái sau này nó lớn lên cũng là một tấm gương của người cha. Rồi bây giờ cái câu chuyện của anh là hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ, và đặc biệt là tìm 5 đứa trẻ thơ như thế này. Câu chuyện của nó rất đau. Có lẽ đây em hiểu là có lẽ là đây trong cái cuộc sống trong thời gian vừa rồi và cái cuộc sống hôn nhân của anh bị rạn nứt. Chính vì lý do như vậy là vợ quyết định ôm tất cả các con của mình đi. Đến giờ phút này hơn một tháng, gần trên dưới một tháng qua, có lẽ trong cuộc sống rất khó khăn, rất khổ, chật vật. Vì một người mẹ mà ôm 5 đứa trẻ như thế này
sống ở đâu cũng rất khó khăn. Nghề nghiệp thì hiện nay chưa có, đúng không? Mà các con chưa biết gửi ai, đang tuổi ăn tuổi học, đúng không? Rồi anh có thể nói rõ hơn ấy, là mình là thường xuyên đánh đập vợ không? Dạ. Mấy lần nó nhớ không? Dạ chắc cũng nhiều ạ. Nhiều, tại sao mình hay đánh vợ vậy? Vâng, thì bây giờ em sẽ kể hết ạ. Mình nói sơ thôi là tại sao mà mình hay nổi nóng đánh vợ mức độ vậy? Dạ. Thì trong những cái khoảng khắc ạ, thì em đi làm ngành gỗ thì bạn bè thì cũng đông. Rồi có những lúc thì không phải là uống hai ba lô rồi em dừng. Có khi khách này mời xong khách kia lại mời em thì em ham vui. Xong em kiểu uống quá đà. Thì có những lúc thì bia rượu và uống quá đà rồi em về rồi không có kiểm soát được. Thì cho đến ngày hôm nay thì em cũng xin hứa là từ nay về sau là bia rượu thì em cũng... Rồi, bây giờ thế này. Gọi là mỗi lúc mình đi nhậu nhẹt với bạn bè đúng không? Lẽ ra thì người ta uống là 5 lon, người ta uống 2 lon người ta về rồi. Nhưng mình vẫn cố gọi là lễ bạn bè đúng không? Dạ. Vì hoặc là có thể những mối lai làm ăn, bạn bè đồng nghiệp. Và có thể uống không những là hết đát mà có thể uống thêm nữa. Vì vậy cho nên đôi khi mình về là vợ con mình cũng không nhận được và không kiềm chế được bản thân. Đôi khi là mình về như vậy là đôi khi là mình về như vậy là vợ con nó nhìn thấy mình nó thẳng luôn là vợ nó ghét. Đúng chưa? Thì cứ mỗi lần em về tới nhà là trong lúc say xỉn không ạ? Ừ, thì vợ nó phải ghét rồi nha. Vợ nó không thích. Thì vợ nó chia sẻ thì nhiều khi mình có mua rượu bia rồi có thể mình quậy phá, chửi bới, la dạy vợ con. Đến giờ phút này là thực sự vợ có thể được chịu trong thời gian qua quá nhiều. Vợ nhắm được, không chịu lỗi nhưng mà sống này thực sự là không có gì tốt mà không gì hạnh phúc. Vợ quyết định ôm các con bỏ đi. Còn đi đâu đôi khi là khổ về nhiều mặt nhưng lại không bị người khác la dạy, là không bị người chồng gây áp lực. Đúng chưa? Vì vậy hôm nay là anh đã mất cả vợ, mất cả con, nói chung mất cả gia đình vì lý do bạn bè. Bản thân hiện nay thì rất nhiều người, người ta không nhậu, người ta vẫn làm ăn. Những ông tổng, ông to mà lớn, nhiều người ta không nhậu. Với bản thân như em bây giờ hiện nay thì nói thật, một năm anh không, em không uống một ly rượu, một ly bia luôn. Bình thường, dù rằng đi, ai muốn nói gì là cái việc của người ta. Mình uống hay không là cái việc của mình. Chứ không cần phải bất kể phải nhậu mới làm ăn được. Người ta không nhậu, người ta vẫn làm ăn lớn. Chứ đừng, mình không ý, mình không nên ham vui như vậy. Vợ con là trên hết, nếu thực sự mình muốn cần vợ, muốn cần con thì bây giờ trước mắt là về dẹp nhậu. Không nhậu luôn chứ nó cũng ít. Dạ, nhậu này nó có cái gì hay đâu. Uống về say xỉn không kiềm chế được bản thân, chửi bới la dày sùm làng xóm. Đúng chưa? Dạ. Và những cái mùi bia rượu thở ra phải nói thật luôn là người khác người ta ngửi rất khó chịu. Em là đàn ông nha, em cảm nhận được cái điều đó nha. Vì vậy cho nên là đôi khi mình về con đông mà ngửi mùi bia rượu này là chúng nó không chịu được. Đúng chưa? Rồi, không những như vậy là mình lại thường xuyên đánh vợ. Mà kinh tế thì trong thời gian vừa qua lại khó khăn. Đúng chưa? Gọi là khó khăn, chồng rất khó khăn. Một gia đình mà hiện nay 5 đứa trẻ như thế này chắc chắn là sẽ khó khăn. Chứ không thể là nó không khó khăn được. Đúng chưa? Vì vậy đến giờ phút này vợ quyết định là ôm con bỏ đi. Mình hối hận. Đúng không? Em rất là hối hận. Bây giờ ấy, anh hãy xin lỗi thẳng thắn trên video này. Đây là khẳng định với anh là anh sai hoàn toàn. Anh không có lý gì anh đúng. Bây giờ anh trước mắt anh xin lỗi trên video này để hy vọng là vợ anh xem được và các con anh xem được, cảm thông được và có thể tha thứ cho anh lần này. Nhưng lần sau thì chắc chắn là không tha được đâu. Nhưng em hy vọng là như vậy. Thì anh hãy nói chuyện xin lỗi vợ và con của mình một cách chân thành nhất để cho vợ suy nghĩ và vợ quyết định ôm con quay trở về. Bởi vì hiện nay là hai vợ chồng đều khổ, các con cũng đều khổ. Mà đặc biệt là anh, em được nhìn được thấy là anh được 5 đứa trẻ, nhưng mà ở kia là có 3 đứa trẻ. Đặc biệt có một bé là năm nay chắc 12-13 tuổi, tuổi đang lớn phát triển, đúng không? Nếu như bé mà ảnh hưởng tâm lý thì có thể là bé sẽ xa vũng lầy. Là chuyện xấu nhất có thể sẽ xảy ra thì chắc chắn anh sẽ biết, đúng chưa? Rồi các con của anh có thậm chí không được đi học. Bởi một người mẹ khẳng định anh luôn, không nghề không nghiệp, không thể nuôi được các con ăn học đến nơi đến chốn được. Mà rất nhiều con này, rất khó, đúng chưa? Người ta giúp thì người ta chỉ giúp một phần thôi, đúng chưa? Không thể giúp nhiều được. Đó, nên vì vậy nhân bây giờ chỉ có vợ chồng thôi. Đó, những cái câu chuyện này anh em phải Bình Dương đăng lên rất nhiều rồi. Nhưng mình không sống với nhau thì mình cũng phải nói chuyện với nhau. Hoặc mình không thích nhau gì mình tham gia góp ý. Không được âm thầm, lặng lẽ hoặc đánh đập chửi bới vợ con. Đến giờ phút này tình cảm sứt mẻ, vợ không thể chịu được, vợ ôm con đi. Đau không?
Giờ phút này là vợ cũng khổ đằng vợ, con khổ đằng con, chồng khổ đằng chồng. Đúng chưa? Tìm kiếm giờ xong sự vô vọng. Đó. Bây giờ hãy xin lỗi vợ đi. Rồi mời anh. Nói lớn tiếng, nói rõ ràng lên. Nói nghiêm túc để vợ cảm nhận được là mình là một người đàn ông. Không may mình lầm lỡ, không ai đúng hết. Nhưng clip này thì ba muốn gửi tới mẹ. Trong thời gian qua ba sống với mẹ với các con, thì ba làm ăn thì ba cũng làm thì cũng không may mắn cho lắm, lời thì không có mà lỗ thì nhiều. Ba làm 2 năm nay đồ gỗ ba bỏ vốn ra, ba cũng không có bán được một đồng nào. Ba biết là ba để cho mẹ với các con, mẹ thì vất vả suốt ngày nuôi con, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, lau dọn. Ba biết được áp lực của mẹ rất là nhiều, nhưng mà ba cũng bị sai lầm là vì ba không có quan tâm tới mẹ. Ba chỉ có suốt ngày ở bên ngoài ba kiếm tiền, rồi ba đi tiếp khách với bạn bè. Chính vì cái lẽ đó ngày nào cũng thế, cho nên ba đã quên mất gia đình của mình, ba đã sai rất nhiều. Và các con cũng thế, ba cũng không dành nhiều thời gian để chăm sóc các con chu đáo. Thì mỗi lần ba đi uống rượu về, ba cũng bị chết do khách hàng. Cho nên ba đã có những cái sai với mẹ là ba đã chửi. Có những lúc thì ba cũng hành hung với mẹ, cũng đã nhiều lần. Thì hôm nay ba thực sự xin lỗi mẹ và xin lỗi các con. Hãy cho ba một cơ hội, một lần này nữa thôi, để ba gắn kết được gia đình, để ba bù đắp lại cho mẹ những cái tháng ngày mà ba đã không làm tròn trách nhiệm, mà ba còn làm cho mẹ đau khổ. Và cũng như ba gửi tới các con hãy quay về với ba, bởi vì con đường của con còn học hành, còn sự nghiệp, ba sẽ cố gắng làm ăn và sẽ hứa với toàn thể gia đình sẽ tập trung làm ăn lo cho các con, và ba sẽ thay đổi tính tình, ba sẽ không như ngày xưa nữa. Hôm nay ba hứa được là ba làm được. Nếu lần này mẹ con về mà ba hứa mà ba không làm được, ba không thay đổi tính tình, thì sau này mẹ con có bỏ anh ra đi chăng nữa thì ba không còn hối hận gì nữa. Thì ba xin mẹ và các con nghe được clip này thì hãy cho ba một cơ hội để ba làm lại. Và ba xin hứa với đội hiệp sĩ của anh Hải và với cộng đồng mạng là một lần duy nhất này là ba sẽ sống cho tốt. Chứ ngày xưa ba sống sai nhiều lắm rồi, đằng sau lưng còn nhiều chuyện ba làm sai lắm. Thì thôi hôm nay xin mẹ và các con cho ba một cơ hội để ba sửa sai và ba làm lại những gì tốt nhất có thể. Thực sự câu chuyện của anh hôm nay anh chia sẻ trên đội hiệp sĩ của Hiệp Dương là cái câu chuyện của anh đăng lên mạng, chắc chắn là rất nhiều các cô chú mọi người không hài lòng, là vì lý do là mình là đàn ông đúng không, mình là người trụ cột gia đình, mình là người kiếm tiền và là phụ giúp vợ con, mà mình đánh đập vợ con thì thực sự là không tốt. Nó thật như vậy, vì bất kể chuyện gì chăng nữa mình làm như vậy là sẽ ảnh hưởng tâm lý của những đứa trẻ, đặc biệt là vợ mình thì chịu áp lực, các con của mình thì chịu nghe chửi, gọi là hai vợ chồng chửi lẫn nhau đúng không. Thực sự câu chuyện này phức tạp. Hay vì vậy nên hy vọng là anh trong thời gian tới mình nói thẳng luôn là mình không nên đánh đập hoặc hành hung vợ hoặc con, đó là điều không hay đó. Còn bây giờ sai thì sai rồi, nhưng mà hy vọng là vợ anh xem được video này, vợ anh suy nghĩ thật lại một cách nghiêm túc và chín chắn, tránh tình trạng là hai vợ chồng mà nhiều khi bất đồng không hiểu được, mà bây giờ một người quyết định bỏ đi, một người quyết định đi tìm thì thực sự là tìm cũng rất khó đúng chưa. Và nếu mà thực sự mà vợ anh quay về mà anh bỏ được thì vợ và con anh tiếp tục sống cùng lại cùng gia đình, mà nếu mà vợ về đúng không, các con về mà tính tình của anh không thay đổi thì đến lúc bây giờ vợ và các con của anh bỏ đi thì anh cũng không hối hận. Dạ vâng. Đúng chưa? Em xin hứa nếu đợt này mà vợ em tha thứ cho em và các con cũng bỏ qua mà tha thứ cho ba lần này, thì em cũng xin hứa là từ nay cho đến hết cuộc đời
không những hành động xấu mà một lời nói thiếu suy nghĩ thì chắc chắn cũng không bao giờ ba có một cái lời nói giống như ngày xưa hoặc là thiếu suy nghĩ với xã hội nữa. Thì hôm nay ba xin hứa là từ khi mẹ với các con nếu được quay trở về với ba thì không bao giờ, ba hứa là trọn cuộc đời luôn, không bao giờ ba làm sai một điều gì, không bao giờ ba nặng lời với mẹ, với các con nữa. Bởi vì ngày xưa ba làm như thế là đủ lắm rồi, bây giờ ba chỉ biết cắn rứt lương tâm và đau đớn và nhớ gia đình, nhớ các con. Và ba chỉ nghĩ tới bây giờ làm sao cho tốt để tương lai của các con sau này còn ăn học nữa. Các con là mầm non ở lớp trẻ, và trong khi các con đang học giỏi cũng chỉ vì ba làm ăn không được, nóng tính cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Vợ anh đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ, đi từ ngày mùng 2 tháng 6 tháng hôm nay là được 20 6, 27 ngày rồi. 27 ngày ạ. Ừ. Dạ. Vợ anh đi là theo anh biết ấy, là vợ anh có tiền không? Dạ, vợ em không mang đồng nào đi. Không mang tiền. Dạ, hiện nay thì vợ anh sống bằng cách nào anh không biết luôn, đúng không? Dạ, em có gọi điện thoại và có nhắn tin thì vợ em có chặn số. Chặn số, ghét rồi. Dạ. Đúng chưa? Gọi là rất giận, mình nói thẳng luôn. Dạ, em biết là vợ em rất giận. Trong hỏi này, trước khi vợ anh bỏ đi ấy, giận các con đi. Là trước hôm đấy một vài ngày là hai vợ chồng có đánh cãi chửi nhau không? Có trước một vài ngày? Trước một vài ngày thì nói chung cũng cứ luôn luôn ạ. Tại vì em vậy là mình đánh vợ liên tục à? Không, em la con á, em la con là bảo con ơi, con đừng có chơi game nữa. Thì con có nói là nhà tivi không có thì con chơi điện thoại, nhưng mà em cũng muốn tốt cho con, là sợ em con chơi game rồi cuối cùng con sợ là em sẽ hư mắt rồi chơi nhiều quá. Thì ba nói lần một lần hai thì các con vẫn tiếp tục, thì ba cũng lại suy nghĩ không tốt. Đúng ra thì em phải là bảo các con, là hướng dẫn các con từ từ để các con nghe lời, nhưng mà tại vì em cứ theo cái bản chất ngày xưa là em nói không được, là em cứ kiểu em cứ cáu gắt và em nóng tính đó. Rồi các con lại sợ, rồi sau này em có coi được các con chơi điện thoại vào những mấy cái trang mạng xã hội thì em cũng có cấm, em cũng la hết, em chửi là từ nay trở đi mà các con mà chơi tiếp là ba sẽ đánh đòn đó. Cho nên là vợ với các con nó cũng rất là sợ em rất là nhiều. Có nghĩa là anh mục đích chính là muốn dạy con cho con tốt, nhưng mà có điều mình dạy không đúng kiến thức, đúng chưa? Vậy biết con xâm nhập vào các trang mạng, trang web xấu, đúng chưa? Vì vậy sợ con ảnh hưởng mà có thể là tư tưởng bé không tốt. Chính vì lý do như vậy, nhiều khi mình dạy không đúng bài bản, không đúng cách thức, và những cái điều mà mình cần thì mình không chia sẻ, và những cái điều mà mình không cần thì mình đã nói ra. Chính vì như vậy nên là làm ảnh hưởng tâm lý của đặc biệt những đứa trẻ, mà kể cả chính ở đôi khi là vợ mình cũng không hiểu được mình đang làm gì, đúng chưa? Vì vậy đến giờ phút này là vợ anh bỏ đi và các con. Anh nhắc lại là vợ anh bỏ đi thời điểm đó, đấy là anh có nhà không? Dạ. Mình có nhà không? Lúc vợ em bỏ đi thì mình đang đi đâu? Em có nói với vợ là ngày hôm trước á, thì em cũng đang mãi làm hàng cho khách. Thế xong bây giờ này không trình bày dài. Bây giờ này, trước khi vợ anh bỏ đi á, nghe là vợ anh có nhắn gửi hoặc là tự động đi không? Dạ, vợ em tự đi. Tự đi. Lúc bây giờ gia đình mình có ai ở nhà không? Dạ không ạ. Mỗi vợ và 5 đứa con. Vâng. Và khi mình về là mấy giờ mình về? 11 giờ em về. 11 giờ về là phát hiện là vợ con không còn. Dạ vâng. Vợ con có đem quần áo đi hết không? Dạ không. Không. Em có ra nhà đứa em để em lấy tiền về cho vợ con xài. Nhưng khi em về tới nhà thì em thấy cửa đóng. Thì em gọi vợ ơi con ơi, ra mở cửa cho bố. Thì không thấy ai lên tiếng, thì em nhìn thấy khóa cửa ngoài. Thì em biết là vợ và các con đã đi. Nhưng mà vợ và các con đã bao giờ có ý định chuẩn bị rời xa gia đình chưa? Dạ không ạ. Giờ là một phát một đi luôn. Dạ vâng. Đàn bà là vậy, đàn bà rất bản lĩnh là như vậy. Người ta không lên tiếng, lên tiếng một nhát một là lên đường luôn. Đấy. Thì bây giờ để cái việc làm của anh hiện nay thì thực sự trong thời gian vừa qua em ghi nhận như vậy là anh quá sai rồi. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ thì hối cải rồi, hối lỗi rồi, đúng không? Hối hận rồi. Nhưng mà chưa biết là liệu vợ có nghe không?
Thôi thì hôm nay anh về đây anh đăng tải nhờ anh em ở dưới Bình Dương để ghi hình đến tất cả trang mạng xã hội này, thì các anh em này sẽ cố gắng hết sức nha, đăng tải video này nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội, nếu ai phát hiện là một người phụ nữ, một người mẹ lên hình như trên dắt theo 5 đứa trẻ, đặc biệt là 3 bé gái 2 bé trai, thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Các anh em sẽ tìm cách giúp hoặc khuyên 6 mẹ con quay trở về cùng gia đình. Anh có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tải video lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ em có. Rồi, cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương em chúc anh cùng với người thân, tất cả mọi người trong gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì vợ anh suy nghĩ lại và các con của anh quay trở về cùng gia đình anh nhé. Dạ. Em cũng cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải, và em cũng cảm ơn tất cả cộng đồng mạng để chia sẻ giúp em để cho gia đình em được đoàn tụ. Rồi, cuối video là cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn để cô chú anh chị đã luôn theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Dương, để các anh em này luôn luôn giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị của bạn trong những video tiếp theo ạ.